Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 8 cây sam siêu ong nha cô chú anh chị. Rất đẹp. Hàng nuôi cốt cành nha. Cốt cành đó rồi. Đem xe tổng quan cô chú anh chị mình xem. Hàng để bàn nhưng mà trong cốt cành có đế có luôn nha. Cây bao hơn chậu. Này, rồi đem giới thiệu dàn cốt cành đó nè. Cốt cành to nè. Đây 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 ha. Phơm tàn nó đây. Kính lúp luôn, kính phơm ha. Đế nè. Đó mini cũng có đế nha. Đây, mình cầm gọn lòng bàn tay em luôn ha. Mã 1A nha cô chú anh chị. Phơm nè. Xương mình dưới đây. Rồi, rồi đem xây vòng nữa để em báo hông hông số mã 1A nha cô chú anh chị. Rồi, giờ em sẽ báo hông số mã 1A ha. Cái hoành gốc. Cái hoành gốc nó ở đây là 10. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 12. Hết tán ngang nó là 20 nha. Thì mã 1A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. Là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 2A nha cô chú anh chị. Mã 2A cũng là một cây linh sam siêu bông luôn ha. Cây rất là đẹp nha, phơm tàn kính luôn ha. Cốt nè. Cốt cành rất là to nha. Để em xem tổng quan dài dòng của chú anh chị mình xem ha. Mã 2A nha cô chú anh chị. Này là dòng linh sam siêu bông nha. Phơm tàn nó đây, nó dày phơm, phơm tam giác luôn nè, cũng cầm gọn lòng bàn tay em luôn ha. Nhìn cốt cành bên dưới đây rất là to luôn, đây. Cốt rất to ha, nè. Đế nè. Đây, mãi cây này nè. Cưng quá. À. Rồi để em báo sen dòng nữa, em báo con số mà 2A nha, giờ em báo con số mà 2A nha cô chú anh chị. Ôi. Hoành gốc nó ở đây á. Hoành gốc nó ở đây á là 10 11,5 tới 11 thôi nha. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây á là 20. Đó, phát tán ngang. Phát tán ngang nó là 33 nha. Thì mã 2A này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn á. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 3A nha. Rồi em lên tiếp mã 3A nha cô chú anh chị. Mã 3 cũng là một cây linh sam siêu bông luôn ha. Có đế luôn. Đế đẹp nè, cây dán đi theo lối cho trực lát ha. Nè, em sẽ tổng quan dòng của chú và dòng của chú anh chị mình xem nha. Mã 3A nha. Đây, rồi em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Mã 3A ha. Đây, dàn cốt cành bên dưới đây ha. Đó. Phơm tàn nó đây. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mini để bàn cũng có đế luôn nha. Để bàn ha. Rồi đem xây ăn dòng nữa để em báo thông số mã 3A nha. Rồi báo thông số mã 3A nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 9. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 14. Hết tán ngang. Hết tán ngang là 25. Thì mã 3A này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 4A ha. Rồi em lên tiếp mã 4A nha cô chú anh chị. 4A cũng là một cây linh sam siêu bông luôn ha. Đủ to ghê ha. Đủ rất là to luôn. Có đế luôn nha. Để đem xe tổng quan nhiều dòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Mã 4A ha. Đế cũng rất đẹp. Cốt to đây ha. Đây. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Phơm tàn nó đây. Kính phơm ha. Phơm tam giác luôn rồi nha. Mặt sau cây đây. Sao đây dạng cốt đây, cốt rất to nha cô chú anh chị. Đây. Để em xây dòng nữa thì em báo thông số mã 4A nha. Rồi, em báo thông số mã 4A nha. Cái hoành gốc nó đây là 10,5 tới 10 ha. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 10 15. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 24 nha. Thì mã 4A này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 5A nha. Rồi em lên tiếp mã 5A nha cô chú anh chị. Cái này quá tự nhiên rồi ha. Lùng lực ha. Đùi to. Đế rất là đẹp luôn. Đế đẹp. Đây, đây. Cô chú anh chị rõ mặt đế nè. Anh chị tổng quan. Đế đẹp. Đế muốn bít cái chậu mẹ nó nè. Bốn mặt luôn anh đây. Bốn mặt luôn nè. Đế điều quá. Mã 5A nha. Cây này thấy cưng lắm nha. Đây.
em chặt đó bằng tay em luôn. Không ha, đi. Quá đẹp. Nhìn cốt nữa nè, cốt cá to luôn ha. Đây, mặt sau đây, đó, phơm tàn nó đây. Tiếp nhất. Rồi để em xây dòng nữa thì em báo thông số của mã 5A nha. Rồi giờ em báo thông số mã 5A nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc, nó đây là 8. Chiều cao của cây, là 12, hết tán ngang. Hết tán ngang đó là 23 nha. Thì mã 5A này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 450k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn ha. Rồi em lên tiếp mã 6A nha. Rồi em lên tiếp mã 6A nha cô chú anh chị. Qua tí kia đây. Qua tí mặt đế luôn ha. Để em sẽ tổng quan cô chú anh chị mình xem nè. Mã 6A ha. Cái vàng đây, cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. 6A đây ha. Đế này rất đẹp nha. Đây, phơm tàn ở đây, kính phơm ha. Đây, phơm tam giác luôn nha. Nhìn xương bên dưới đây, cốt to nha cô chú anh chị. Cốt cành to ha. Rồi, để em xây vòng nữa rồi em báo thông số của mã số A nha, 6A nha. Rồi, em sẽ báo thông số mã 6A nha. Hoành gốc, nó ở đây là 8 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, là 15, hết tán ngang, là 22. Thì mã 6A này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 7A nha. Cô chú anh chị. Thôi đế, bứt cái chậu á. Để em xây cái này nè. Để em kéo cặp sau đây ha. Vàng cốt cành cây này rất to nha. Được bên xì dần nữa nha. Đóng rất là chỉnh. Mình cầm gọn lòng bàn tay em luôn ha. Mà 7A nha. Phơm đây. Kính phơm luôn ha. Vàng cốt này của chú anh chị. Rồi cốt to nè. Cắt giật 23 nhịp. Đây, đây nha. Cổ ngọn lên nè. Giật lên nhịp tới đây nè ha. Rồi đem xây dì dầm rồi em báo thông số mã 7A nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ báo thông số mã 7A nha. Hoành, gốc nó đây là 9 ha. Chiều cao của cây, là 15, hết tán ngang của nó là 26 nha. Thì mã 7A này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn ha. Rồi lên tiếp mã 8A nha. Cô chú anh chị. Hết kinh quá ha. Mã 8A là một cây linh sam siêu bông luôn nha. Đây, đế lại cái rất là đẹp ha. Cốt cành to ha. Đây, em cầm gọn lòng tay em luôn nè. Mã 8A ha. Bắt đi hết kinh. Phơm thì phơm tam giác luôn. Cây bao hừng chậu bao già. Đó, phơm trên nhìn xuống đây ha, xương bên dưới đây, cốt cành nè, cốt cành to ha, trước đây ha. Rồi đem xen dòng nữa để em báo thông số mã 8A nha. Hoành gốc nó đây là 10, chiều cao của cây, là 15, hết tán ngang, nó là 24 nha. Mã 8A này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Thì mã 8A này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của anh em ha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh đó, thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha.